Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã có một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đây chính là củ đề của xe Hổ Vù A7. Với cái dòng củ đề này thì nó sẽ bao gồm có cấu tạo là được lắp ghép với nhau qua bởi hai phần thân. Phần thân trên và phần thân đuôi. Phần trên thì sẽ bao gồm là mõm đề, ở trong mõm đề thì sẽ bao gồm các cái bánh răng, và cái bánh răng của đời này thì nó sẽ bao gồm là 11 răng ấy anh em nhé. Phần đuôi thì là phần bao gồm phần thân này. Phần thân này thì sẽ có bao gồm các cái lõi đồng và các cái lam châm, chổi than để khi chúng ta bật củ đề lên thì nó giúp cho củ đề hoạt động. Đây đây chính là hàng anh em nhìn thấy không? Hàng tiêu chuẩn theo nhà máy CNC chuyên, đây là cái mã OEM của sản phẩm luôn. Và cái dòng của Hổ Vồ này thì nó sẽ bao gồm là một con dơ le này, hai con dơ le để bảo vệ củ đề. Với cái dòng sản phẩm này thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng cũng như thời gian sử dụng. Đây là dòng sản phẩm hàng cao cấp anh em nhé. Anh em nhìn thấy cực kỳ chất chưa? Đó, rất là chất luôn. Đây. Đây, anh em nhìn nhá. Đây là ba điểm để chúng ta bắt ốc vào chỗ phần động cơ. Để khi củ đề hoạt động, các bánh răng hoạt động thì nó sẽ giúp cho động cơ khởi động. Đây ạ. Đây chính là cái phần trên của củ đề. Đấy. Đây là phần đuôi nhé em này, tất cả đều có mã vạch và mã của sản phẩm hết. Đấy, anh em nhìn thấy cực kỳ chất chưa? Đấy. Chúng ta nhìn nhé. Đây. Thì cái con dưa le của nó cũng rất là chắc chắn luôn. Đấy. Đây là phần da giáp điện này. Thì vừa rồi là em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm đó chính là cái củ đề của xe Hổ Vồ A7. Anh em quan tâm tìm hiểu hỗ trợ về sản phẩm hay nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.